Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Học Tiếng Pháp um, Français de tous les jours Thì cái loạt bài này thì hôm nay chúng ta sang tới cái bài số 6 á, Thì cái câu hỏi nó liên quan tới cái việc là, là Là có bao nhiêu Có bao nhiêu thì là There is, there are trong tiếng Anh các bạn Nó nắm rồi thì Tiếng Pháp thì chỉ có một cái cụm đó là Là cái chữ là ilia này mà thôi Đó nó đơn giản như vậy Nhưng mà vấn đề là một số danh từ Mình xoáy sâu hơn về một số danh từ này thì đó là cái 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 những cái danh từ mà kết thúc bằng eru nè đấy thì thì số nhiều của nó là chữ x chứ nó không còn thêm chữ s giống như các bài học mà mà cơ bản khác mà mình đã từng học ok uh, pour l'install uh, bienvenue encore à la chaîne française de tous les jours leçon six uh, pour cette leçon on a deux points on a le point sur la question um, combien de choses combien il y a-t-il de choses Et puis le nom, le nom qui se termine euh, en E à U. Euh, lorsque c'est pluriel, il faut ajouter un X, pas un S. Et donc, des chapeaux. Des chapeaux. D'un singulier chapeau. Hein? Euh, en pluriel, il faut se prononcer des. Hein? Des chapeaux. Mais le X ne se prononce pas. On ne se prononce pas le. là x là 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 terminaison là là le, le, la lettre x on ne prononce pas um, hoặc là cái ý kế trong bài đó mình mình vừa mới nói đó là có cái gì đó là idia nói qua luôn idia nhưng mà đối với câu hỏi là gia tin gia yeah, nói qua luôn hoặc là i gia tin được đó nhưng mà thôi văn nói nói nó nói qua luôn như vậy gia tin đọc kỹ từng chữ là i gia tin chứ tờ -à, nói qua luôn đó chữ tờ này bỏ ngang cái này chữ tờ chấm qua là đọc âm thanh bỏ vô thôi cái gốc của nó là chữ a này chữ in nè đấy ra a in nè nhưng mà nguyên âm không thể nào gặp nhau thì có chữ t đấy thôi đừng đừng quan tâm lắm rồi, thuộc luôn là Yatil thuộc luôn mà cụm như vậy ok um, sur le colon de gauche C'est le singulier comme d'habitude giống như bình thường là bên trái là cái 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 số lượng là số ít nha uh, et puis le colon de droite Et le pluriel en forme plurielle. On a un tableau et puis on a des, des tableaux avec un X. Okay? On a un couteau et puis ici on a un des couteaux. Et on a des couteaux ici. Et puis un oiseau, on a des, des oiseaux. A un oiseau, des oiseaux. On s'écrit pareil, on s'écrit la même chose. Mais il faut ajouter un X pour les noms en EAU. En EAU. En EAU. e a u đấy những cái danh từ mà kết thúc bằng chữ ơ e, u thì ta thêm chữ x vào đấy un chapeau et des chapeaux thuộc lòng như vậy il faut apprendre par cœur un manteau et puis des des manteaux et un bateau et des bateaux encore une fois un tableau des tableaux un couteau des couteaux un oiseau des oiseaux et puis un chapeau des chapeaux un manteau des manteaux et puis un bateau des des bateaux et uh, voilà um pour le, la deuxième partie. Cette partie on parle des um, des, des des verbes. À on somme loi des verbes être mais il y a une comparaison entre le verbe être et le verbe uh, il y a. Cái điểm giống nhau, cái điểm khác nhau chỗ nào là chỗ nào? Thì đối với hai cái động từ này là sao ạ? À? Diễn tả cái ý gì đó. Cái tình này là đối với cái động từ être là tình trạng của thứ gì đó. Nhưng đối với il y a là có các bạn cứ cứng tiếng Anh rồi thông thường ai cũng đã biết sơ sơ tiếng Anh rồi nó, mới sang học tiếng Pháp thì các bạn thấy thấy nó rất là dễ cái cái, cái cấu trúc cái, cái cái suy nghĩ cái não trạng của 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 người châu Âu nó giống 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 nhau họ à, tuy là cái ngôn ngữ nó khác nhưng mà não trạng mình đang nó muốn nói tới là các bạn thành thục cái ngôn ngữ này bằng cách là các bạn là, là là hiểu cái cách suy nghĩ các bạn phải đi vào trong não người ta bản thân mình người ta đang nói chưa dứt câu mình đoán được cái phần kế của 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 người ta rồi khi 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 đang đang tiếp xúc là bằng đúng cái ngôn ngữ như vậy luôn thì đó các bạn sẽ phải học cái đó của mình thì thì, mình đang giới thiệu với các bạn đây khi các bạn hiểu được cái não trạng thì các bạn sẽ làm sao học bài rất nhanh và rất là là, mau chóng tiến bộ I don't know if you live sur la table thì sao như là sao một cái quyển sách thì thì sao nằm trên bàn thì là dĩ nhiên là có nói cấu trúc là có thì các bạn dùng là ilia quẳng cái chữ ilia ra liền À, có có cái gì có cái đó có cái mình đang muốn nói tới liver đó ilia a liver Idi Unliving này nó như vậy và anh sao mình miêu tả thêm cái cái cái, cái quyển sách nó đi sao nó nằm trên nằm trên bàn sườn là ta bạn nguyên cái cụm sườn là ta là đã nói rõ rồi các bạn à. các bạn không phải học từng từ vựng các bạn học sao cụm từ cụm từ đấy, là như vậy các bạn thuộc rồi đấy Đó, deliver son sườn Delive là ta làm sao Ilya deliver có những cái quyển sách đấy. thì sao đây ở trên bàn sườn là ta được Ok, c'est so sure. la Cái cách viết nếu cũng cái ý đó bằng verbe être pour le même idée, mais si on doit employer, si on doit employer le, verbe être, il faut employer le, les noms à parler Les livres d'abord, et puis le, les, les livres sont les sujets, đó là chủ ngữ của cái động từ être này. À, sont. Đấy. Nhưng mà còn đối với Ilia là Ilia cộng ngay với cái danh từ liền. Có cái gì đó, có những cái danh từ gì đó phía sau của chữ Ilia này đối với câu hỏi khi gia tin là có cái gì thì thôi gia tin là thành câu hỏi rồi mình đã thuộc cái ý trước là tức là đem ngược đảo ngược cái chữ 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 chủ, chủ ngữ là chữ in là mượn cái 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 chủ ngữ là cái cái pronoun này là, là là tiếng việt mình hay gọi dùng từ là chủ chủ ngữ cái từ từ, từ đại từ giả đó mà đó, đại lại là vậy lật ngược nó ra thì nguyên cụm đó là gia tin là nhưng mà cái cái gì cái gì cờ mà học cái cờ chứ bài đầu tiên mình học rồi thành ra là khi gia tin sự là tao rồi đồng nghĩa với chữ what đó. What is there on the table? What are there on the table? Okay. Thì thành ra là sao? Sur la table trên bàn Cái cụm này phải phía trước hay phía sau câu thì vẫn được Cứ để cái đầu câu không sao Hoặc để phía sau câu này vẫn được Không thành vấn đề Sur la table, il y a un livre. À, có một cuốn sách là sao? Il y a un livre. Thì sao? Mình không thể nào nói là sur la table, a livre Bạn hiểu kịp không ạ? Mình đang thử sử dụng cái câu này với với cái động từ s này không có được đang dùng cái cụm này trên trên bàn là phải nói là có cái gì đó thì là phải chỉ sử dụng cái cái cụm có này thôi nó tiện hơn à tiếp tục gia tiến lắm on sur la tám là có một cái quyển tập trên trên bàn phải không không có nó cũng in nhà thì chữ n là N chữ N kẹp giữa đó, hai cái từ vựng i da này. Đó. Chữ pa đây phía sau này như cũ. Có nghĩa là không phải là in uh, li na pa, à, không phải là vậy mà là chữ nơ kẹp luôn trước bên trước cái cái chữ erect này. Nó nhập pa được cái yesu la nữa. Nhưng mà pa là phải là luôn luôn là pa, có thêm chữ đờ, Đây là cấu trúc ngữ pháp nó bắt buộc phải như vậy cho nó thuộc lòng. pa đờ, chữ đờ bất gì bất dịch. Đó y ya tin de cayer. Có nghĩa là sao, Mình hỏi với là sao. Số lượng là một. nhưng mà mình hỏi với số lượng là, là nhiều. Y chang nhau. cái chữ ya tin y chang nhau, đừng có thay đổi gì cả. Ya tin de cayer sur la table là, non, yapa de cayer sur la table. Đây cayer không hề có s. Cayer avec an s. Eh, donc, Pour sembler le Le, 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 sujet « il n'y a, il a pas »,« il y a-t-il euh, » euh, On doit, ne on doit pas se, se jeter sur euh, um, euh, um, le nom en singulier ou le nom en pluriel. On l'ignore ça. Mình không có quan tâm tới cái cái cái, 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 danh từ mình muốn hỏi đó là số nhiều hay số ít. Mà quan trọng cái ý mình hỏi là là, là có gì đó hay không? Đều cùng hiểu một ý một. Cho nên không có ngại, không phải biến đổi cái động từ bên trong, không cần. Combien de couteau? Combien de couteau y a sur la table? Đấy, cái câu trúc là kế là các bạn học là cái gì? Cần phải nhớ trong bài là combien de có bao nhiêu? Đấy, how many, how much? Được đấy. Thì trong trường hợp này là how many, tại đây danh từ đếm được cơ mà. How many, how many, how many, how many knife are there? Thì là giờ sao? Combien de couteau y a Gia il Có nghĩa là tôi không cần biết, tôi đã, đang đang muốn biết là hỏi là cái danh từ đó có bao nhiêu cái danh cái từ đó combine the cái danh từ đó combine the liver combine the table combine the the monster gia là thì là sa thông thường câu hỏi là có bao nhiêu cái thêm thêm số nhiều của câu hỏi này thôi xem bao nhiêu cái danh từ của trong học câu hỏi này thôi tức là combine the danh từ combine the nguyên cụm đó nguyên cụm phía trước này à. sau đó mình cộng cộng với cái ý là gia là và ở nơi nào đó không có không cũng không quan trọng còn như là cô tôi gia là có bao nhiêu cái dao thôi là đủ rồi nhưng mà muốn cụ thể luôn ở đâu xưa là ta có bao nhiêu cái dao trong cái túi sách chẳng hạn có biên là cô tôi gia tiến đang lá là sạc dao đang là sắc à mình mới trả lời là sao thí dụ là idia đơn cô tôi essential edo metanol nôm là số nha số số như các bạn onze 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 23 30 31 32 40 40 41 42 50 51 52 60 61 62 70 71 Cái cái cấu trúc nó lạ lắm, 16 17 không phải là như vậy. Mình dừng lại là sao? Mình dừng lại là 60 so son. Nhưng mà 60 ghép với 10 thành ra là 70 so son dis. Mà 71 là phải ghép với con số 11, 12, 13 Cái số 11, 12, 13 với mới học ở đây nè. Chứ không phải là là chữ 70 so son dis. A so son dis. no 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 no. Để ý một tí xíu các bạn. À. Tại vì sao các bạn đã quen từ 1 tới 19 là giống như có thể là giống như tiếng Anh thì các bạn nói 11, 12, 13 gì đó nói qua Nhưng mà không, dừng lại ở 60 này Rồi từ từ lúc 80 là tất cả các con số 40 này không chừng Đấy, từ từ các bạn để ý thêm Les nombres, il faut se répéter encore une fois um, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 40,

de fenêtre, de fenêtre, fenêtre. Y a-t-il, y a-t-il, qui y a-t-il, ca, ka, qui, ca, ka ca, 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 y a-t-il, combien, combien y a-t-il. Đó. Thì sao có bao nhiêu combien y a-t-il là xong nguyên cụm này. Còn hỏi là có bao nhiêu cái gì đó, cái vật gì đó là combien de cộng với cái vật đó các bạn hiểu có chút là, là đi vào thôi chứ đừng có học vẹt học vẹt là, là, cứ thuộc 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 bài vậy thôi nhưng mà không hiểu cách dùng cũng vậy thôi một bài giảng mình mình cô tích sống đỏ sống đỏ ngắn gọn thật nhưng mà các bạn phải là sao cố gắng là sao dừng bài học lại thấm nhuần cái lời giảng đó mình không có giảng tới giảng lui nhiều lòng mà nó dài cái 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 cái, cái, đoạn ghi âm các bạn phải hiểu cho này đi nối qua luôn đi zoom ôn can zoom đi zoom đi ta 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 đi zoom 18 femmes, 20 étudiants, 20 tt 20 étudiants, 20 étudiants cũng được nếu đọc chậm lại. 22 étudiants, 22 này các bạn. 22 étudiants hoặc là 22 étudiants. Ok. 50, 60, 70, 10. Chữ x mà bữa đã mình đã từng đã nói các bài cũ nè. Phần cuối cùng nè đọc là x. Còn nếu sau đó có một danh từ nó là so son chẳng hạn đi hoặc là so sánh đi farm so sánh đi chứ không phải là x nữa đấy quan trọng là cái danh từ có hay không ở phía sau nó prononciation có une fois les tableaux sont noirs dans la classe il y a deux fenêtres y a-t-il y a-t-il y a-t-il nếu như cần phải đọc rõ đọc bình thường y a-t-il qui y a-t-il combien y a-t-il combien y a-t-il dix hommes onze hommes quinze hommes dix-huit hommes dix-huit femmes vingt étudiants vingt-deux étudiants cinquante 60, 70 70 Rồi, yeah. chính thức về phần ngữ pháp la mère dans les noms en e a u tức là kết thúc bằng chữ on này là, là bằng đó. Tức là những cái danh từ kết thúc bằng là chữ này, là e, u. Le pluriel est en de x e a u x. Đấy. Le chapeau, le chapeau. Le livre est sur la table. Le ici est un article défini đó là một cái 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 mẫu từ làm sao xác định e est un, un verbe chữ e này chính là một động từ Est sur est une préposition je il est sur la table il est un pronom chữ in này đại từ ok exercice mình không có e a e a đi lòng vòng với nhau các bạn Bạn tấn tấn công vào bài học cho nó chính xác chuẩn xác thế là xong bài học đó là như vậy dễ, mình phải viết cái chữ này ra và phải đọc lên. Các bạn đừng có xem một lần nữa mình nhắc cho nên đấy. Chỉ còn những bài sao mình không còn nhắc cái phương pháp nữa nha các bạn. Từ vựng các bạn thấy trên màn hình như thế nào, viết ra trên giấy như vậy. ghi cái lấy cái tập bút ra, u n a, asapoli, c h a p o l i, asapoli no như vậy. Có như vậy các bạn mới biết quen thông thạo được. Các em trẻ em người Pháp học họ học từ bé xíu họ cứ cầm viết bút viết 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 đến lớn lên lấy gì mà không cứng các bạn không viết được như vậy làm sao các bạn giỏi các bạn đòi giỏi bằng như vậy trời ơi, đi đằng trời không bao giờ tưởng tượng được các bạn sự thật là sự thật nó không bao giờ sự tưởng tượng nữa, nó, mà nó ra đúng sự thật được đó là gian dối các bạn phải nhớ kỹ điều đó un chapeau noir une cave noir un cahier vert une gomme verte un livre jaune une serviette jaune un mouchoir blanc une robe blanche un mur gris une porte grise un sapin une raie brune Ok

par exemple, le manteau de Marie est vert, et donc les manteaux de Marie sont verts. Avec un S, bien sûr, manteau masculin. L'Ansar Yongde. Le gant de pierre est et donc les gants de pierre sont gris. Et voici un chapeau rose, voici des chapeaux roses. OK. Numéro 3, Souba. De quelle couleur C'est maoui. De quelle couleur C'est ma tourbaye. Et la craie, elle est blanche. De quelle couleur le stylo, il est bah, Il est bleu, par exemple. De quelle couleur le mouchoir, il est Il est blanc. De quelle couleur la porte, elle est bleue. De quelle couleur est le tableau, etc. De quelle couleur sont les De quelle couleur sont les robes Et puis, l'exercice numéro 4, y a-t-il Y a-t-il une horloge dans la classe Non, Y a-t-il une horloge dans la classe oui, il y a une horloge dans la classe. non, il n'y a pas, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de, n'y a pas d'horloge dans la classe. Y a-t-il une table devant le professeur? Non, il n'y a pas de table devant le professeur, etc. Ou bien oui, oui, il y a une table devant le professeur. OK? La suite, OK? Y a-t-il des étudiants dans la classe? Y a-t-il des oiseaux dans la salle? Attention, nana! Các Qu ce qu'on dit attention, set um, uh, revision. Tức là cái chữ D khi cộng với những cái chữ nguyên âm thì là sao? Viết tắt nó đi, đừng có còn viết lại chữ ơ này nữa, phải viết tắt đi. Thí dụ đây nè, gia tin de uh, tu <atan> de gia Thí dụ vậy. khi gia là class, đang là sắp được mấy, tức là có cái gì? Cái, cái phần số 4 này hỏi là có phải có cái đó hay không? Có phải có cái đồng hồ không? Còn câu hỏi số 5, cái phần số 5 mình Không biết là có cái đó, không biết cái tên gì luôn Mình mới hỏi và để liệt kê ra Cái vật đấy đó. Hỏi với chữ cờ Hỏi thẳng Hai ý khác nhau Khi giả tin đang là class Khi giả tin đang là sắc đầm ái Khi giả tin sẽ là tạp đi tuy gió Khi giả tin đang Et puis l'exercice 6, Combien de tu yon y a-t-il dans la classe? Hỏi với cái cấu trúc là Combien de Nhưng mà vừa mới học xong chứ d phải nè Là gặp cái cái chữ ơ là là, là là, 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 nguyên âm Combien de tu Combien de livres. mà? Để nguyên chữ L các bạn thấy không? Là tại vì chữ E là là, là, là phụ âm Combien de livres y a-t-il sur la table? Combien de tableaux y a-t-il derrière le professeur? Combien d'oiseaux y a-t-il sur, sur l'image? Etc. Et đấy trong cái văn bình thường các bạn cứ bung ra mà nói như vậy không cần biết là nguyên âm phụ âm nên riết học riết mình nhớ mình hiểu nhẹ hiểu nhanh trong não công miên chứ không phải là có miên đờ nữa đó là như vậy phần số 7 métre à, tức là người ta cho là sẽ là câu số của số nhiều động từ số nhiều danh từ số nhiều mình phải biến nó thành là thành số métre Ce sont des, des règles. C'est une règle. Voici des horloges. Voici une horloge. Les cahiers sont sur les sur les tables. Un cahier est sur, le, sur la table. Où sont les, les étudiants? Où est l'étudiant? Et est-ce que ce sont des, des filles? Est-ce que c'est une fille? Ce ne sont pas des calendriers. Ce n'est pas un ce n'est pas un calendrier ou ce n'est pas de calendrier. écrivez en lettre les nombres de 11 à 20 hãy viết thành bản thành 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 ra các con số hãy viết um, viết chữ ra viết thành chữ écrivez en lettre viết ra mặt chữ các con số les nombres các con số từ đến đâu từ đâu đến đâu de à de 11 à 20 từ 11 đến 20 và sao là từ 21 đến 70 là de 21 à à 70 mình đang cố gắng tránh ngày càng nhiều việc sử dụng tiếng Việt. À, để các bạn nghe dần nghe dần để các bạn học. Rồi, qua phần phần bài phần bài tập bài số 6 này nè đây. Combien de? Đó, à, combien de được ce til? Pour demander, pour demander là la, la quantité, để hỏi cái cái mức độ cái số lượng, la quantité. Quantité. La quantité học thuộc lòng luôn. Équivalize. Hãy viết ra và hãy đọc lên. Mình đã làm rồi. Un livre jaune, etc. Une serviette jaune, etc. Ok. Pareil. Et puis, météo au pluriel. Météo au pluriel. Hey hey, Hey, ça. Tan lap, tan, tan Ok. Les tableaux sont noirs. Le tableau est noir. Avec un S derrière. Un S derrière. Le chapeau est rouge. Les chapeaux sont, sont rouges. ok là đổi cái chủ ngữ này đổi cái chủ ngữ này đổi cái động từ đổi cái động từ luôn và dĩ nhiên cái tính từ phải đi theo với cái chủ ngữ mà nó bổ nghĩa rouge le livre est bleu Les livre sont bleus la cravate est blanche les cravates sont sont blanches l'oiseau est jaune l'oiseau sont sont jaunes le couteau est pointu les couteaux sont sont pointus et puis le manteau de Marie est Est vert et puis les manteaux de mer sont, sont verts avec un s bien sûr. H, le gant de pierre est et les gants de pierre sont sont euh, Voici un chapeau rose et voici des chapeaux roses. Il y quelle couleur the là. đang hỏi về số nhiều. Bây giờ, hỏi về. on lại về về màu sắc. The de quelle couleur est la craie Elle est blanche. De quelle couleur est, est le stylo Il est il est vert. De quelle couleur est le mouchoir Il est bleu. De quelle couleur est la porte Elle est brune. De quelle couleur est le, est le tableau il est, il est noir. Ou bien, de quelle couleur sont, sont les arts Ils sont bleus. Et puis les robes, elles sont rouges. Rouge. Okay? Euh, le quatrième le exercice. Euh, répondez comme dans l'exemple. cái ví dụ giá tiền uy nọc lôi đang là class no in nhà pa pas pa đọc classe đang là class nhà pa đờ đờ oh gặp chữ ô nguyên phải thôi y a-t-il une table devant le professeur? Oui, il y a une table devant le professeur. Y a-t-il des étudiants dans la classe? Oui, il y a, il y a des étudiants dans la classe. Trong văn nói bình thường là ya yeah, yeah, bỏ chữ in mất tiêu. Âm thanh đọc lên không nghe chữ in nữa học cơ bản các bạn cứ nắm như vậy từ 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 các bạn nghe quen dần các bạn tự suy nghĩ trong não nó đang nói cái gì người ta đang nói âm thanh nào mình phải đoán ghép với cái lòng trong cái, 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 ngữ cảnh ngữ pháp các bạn đoán là được đúng ý đó chứ căn theo từ vựng từng chữ từng chữ mình biết có thể đóng trước quá hết y gia trí là gia trí là để đang là đang nhà ba do là attention de avec un e un e etc da de etc Et puis, répondez. Qu'y a-t-il dans la classe Quoi Quand il y a un tableau, des chaises et des bancs dans la classe. Qu'y a-t-il dans le sac de mairie Quand y a Dans le sac de mairie, il y a des stylos, des crayons, une gomme, des livres, des cahiers, etc. etc. Et ici, qu'y a-t-il sur la table de l'étudiant De l'étudiant, quoi Qu'est-ce sac de qui a-t-il sur la table de l'étudiant? Sur la table de l'étudiant, il y a des, des cahiers, des livres, un stylo, un crayon, une règle et une gomme. Qui y a-t-il dans la serviette de Louis? Dans la serviette de Louis, il y a des livres, des cahiers, un stylo, une gomme et, et un crayon. Répondez, à est à Combien d'étudiants y a-t-il dans la classe? Il y a, y, a cinq, sorry, y a 45 étudiants dans la classe. Il y a 45 et classe. Combien de livres il y a ou, ou bien combien de livres y a-t-il sur la table? Đấy. Cái câu bình thường văn nói bình thường là combien de livres il y a sur la table cũng được. Nhưng mà nó không có chuẩn xác lắm bằng ngữ pháp. Il y a trois livres sur la table. Combien de tableaux y a-t-il derrière le professeur? Il y a un tableau derrière le professeur. Trong văn nói đại và bình thường mình nói là un tableau là xong. Không cần thiết phải lặp lại, nhưng mà lặp lại là cho để luyện thêm cho chúng ta. mà thôi Đây là cơ hội để chúng ta luyện. Combien d'oiseaux yatin sur l'image? Il y a trois oiseaux sur l'image. Et singulier? Oh, là cho câu là sao? danh từ số nhiều. Chúng ta phải biến nó thành là. Sự sont des règles. C'est une règle. Voici des horloges. Voici l'horloge. Les cahiers sont sur la, les tables. Le cahier est sur la table. Où sont les étudiants? Où est l'étudiant? Est-ce que ce sont des filles? Est-ce que c'est une fille? Ce ne sont pas des calendriers et ce n'est pas un calendrier. Và, les nombres cap -so les nombres. Écrivez en lettres. Là, chữ là, chữ de viết chữ ra, chữ à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Từ con số 6 đổ đi. Thành tức là 16 đổ đi đó. 10 cộng với 7 10 cộng 8. 10 cộng 9. The 21 à so so 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

61, 62 là ghép vô như vậy là xong 63, 64 65 66, 67 68, 69 70 etc Bài số 6 chúng ta học đến đây là kết thúc. Nhớ ôn bài kỹ từng mục một, một. Phần nào không hiểu nhấn ngừng lại hoặc tua lại để học cho kỹ như các bạn. Chào tạm biệt.